Hi, chào anh em vào chuyện lương. Mình từ lũ anh chỉ 8 giúp quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Video bán là tập số 871. Thật là nhanh không các bạn, sắp đến sửa à 1000 đến lời đấy. Với ma của CV 78 cực kỳ ngon bổ rẻ cho tay anh em. Đây là một câu chuyện bán là theo mình nghĩ cũng khá phức tạp về một cuộc tình tay ba các bạn ạ. Chính xác là một cuộc tình tay ba luôn. Chủ hàng này và một chủ hàng khác nữa, chắc thọt quá rồi không bán nữa các bạn nhé, coi như vứt đi. Là một đôi bạn rất thân đấy, chơi cùng với nhau, hai anh em rủ nhau. Thì không sinh cùng ngày, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn, tức là cùng một lúc gọi lập ở server 78 này chơi với nhau luôn các bạn ạ. Nhưng mà tay kia dám bội lời thề khi mà không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, hắn bỏ ạc rồi các bạn ạ. Thế thành ra để lại ông này một mình bơ vơ. Nhưng không phải vì thế mà ạc này bán đâu, chả qua ạc này bán vì các bạn, không phải vì hắn bỏ ạc này vì tay kia bỏ hắn đâu, mà chủ yếu là tay kia sau khi bỏ hắn, ông chủ ạc này vẫn chơi. Và các bạn nhìn thấy bộ hình đang cực kỳ ngon. Đấy, tay kia bỏ lâu rồi, một hình ngon với các bộ đôi đang hot nhất hiện nay, đó chính là Rio Thiên Cẩu kèm theo cái Choi. Là Rio Thiên Cẩu và Choi nhưng phải Hotaru các bạn ạ. Đằng này thật ra nếu như lấy Hotaru còn dư lực luôn, nhưng mà vì bạn ấy có một cái toan tính lâu dài, sâu xa nên thành ra không lấy Hotaru luôn, mà chờ Hotaru ở vòng 2. Theo mình đấy, theo mình nghĩ đó thật sự là quyết định không nhiều người làm được đấy, khi mà người ta quá ham hố bốt. Quay trở lại câu chuyện ở đây, vì sao ạc này bán à? Vì ông kia lại quay trở lại chơi các bạn ạ. Sau khoảng thời gian, một thời gian bao nhiêu đâu đấy, cái tay bạn của ạc này đấy nghỉ game, chỉ vì gọi là cái bạn, chỉ vì bạn gái tính tay bao ạ. Hắn theo bạn gái nghỉ game, bỏ ông này lại của mình, ông này chơi mình. Nhưng cuộc cái gì ấy, ông trời hình như cũng có mắt hay sao ấy. Thành ra tay kia chỉ vì yêu bạn gái mà bỏ bạn, cuối cùng bị bạn gái hắn đá, nghe hắn buồn quá lại rủ ông này quay trở lại chơi. Nhưng tất nhiên là ông bạn kia không thể có được một ạc chất lượng như thế này đấy, với bộ hình ngon như thế này, nên là thôi đúng không, lại rủ ông này, ông rủ chủ ạc này đấy, chạy qua server mới để lập một ạc mới, hai ông cùng chơi với nhau đấy, ông này lại một lần nữa tin vào ông bạn đấy, để cái gì các bạn. Đấy, một lần nữa lại tin vào bạn và hai ông lại rủ nhau lập lại tình bạn từ đầu. Đấy, hơi phức tạp một tí nhưng mà mình thấy thôi cũng được các bạn ạ. Chả gì bằng bạn bè chơi cùng nhau nó vẫn vui hơn, chứ mạnh mà mạnh một mình thì nó cũng chả, đúng không? Đấy, anh em nào mua ạc này thì chắc chắn sẽ được rất lợi thế về mặt đội hình, về mặt tiền long vân vân các thứ. Chả có ạc nào 2 triệu mà lại hơn 85.000 kim cương. Đấy, siêu lợi tức vẫn còn. Đấy, đội hình phải gọi là mắc ping luôn. Đấy, Choi thiếu một hộp vũ khí nữa là S-Mark, Rio Thiên Cẩu Metro S-Mark, thần bài S-Mark, Athena nhị môn là hợp lý rồi, sau này chính là thay bằng Hotaru đấy các bạn ạ. Rio Thiên Cẩu tứ môn và cuối cùng là Seki sẽ end mark đấy, còn tiếp tục tí một thời gian ngắn nữa sẽ tiếp tục thay thần bài bằng một võ sĩ khác các bạn nhá. Có rất nhiều sự lựa chọn để cho các bạn thay thế thần bài, mình lấy ví dụ như là Rock, là Billy chữ tàu, vân vân và mây mây, có quá nhiều sự lựa chọn thì các bạn phải chờ trong tương lai thôi. Ở đây mình sẽ check nhanh luôn cái phần hồn lực 5 ở server 78, hồn lực 5 Storm 4 sao là đỉnh rồi các bạn ạ, không phải là ai cũng làm được đâu. Bộ rune bao gồm như sau: một bộ rune đỏ, hai bộ rune đỏ các bạn nhá, hai bộ rưỡi thì đúng hơn đấy, hơn hai bộ rưỡi, gần ba bộ tinh tú. Rồi chúng ta các bạn để ý rất nhiều tinh tú đỏ, đây là một trong những top server luôn về mặt lực chiến luôn, 3,87 triệu chiến hạng 1x các bạn ạ, 13. Tốc độ trưởng của này chắc chắn cũng không nằm ngoài hạng 1x đâu. Choi chưa S-Mark nên thành ra là chưa tối ưu được mapping, nhưng mà Choi mà loại S-Mark thì thôi rồi. Đấy, kết hợp với Hotaru nữa, mình nghĩ rằng sau đây khoảng độ hơn tháng nữa chính là thời điểm mở ra, chính là thời điểm nó gọi là mở ra vòng 2 của, thời điểm nó mở ra vòng 2 của cái gì, vòng 2 Hotaru, chính là thời điểm mà ạc này sẽ lấy Hotaru có cả hồn vũ khí lẫn võ sĩ, kết hợp với đội hình full phản đòn thì các bạn thấy thôi rồi. Còn đâu bây giờ thì sẽ phải chấp nhận hên xui, có lúc thắng có lúc thua, và chắc chân top 1x các bạn nhé. Anh em nào mua ạc thì đấy chịu khó, kim cương còn quá nhiều luôn. Mình ngó nhanh một chút xem siêu lợi tức còn bao nhiêu ngày, các bạn còn hơn một tuần siêu lợi tức nữa. Còn túi đồ thì sao, đây là túi kim cương, đây là rune vàng tự chọn, 80 vé chiến thần, một lửa vé battle pass, 114 mảnh vạn năng, không quá nhiều đâu, server mới làm sao mà thừa mình vạn năng được, 69 viên đá thật. Sở dĩ mình thừa mình vạn năng mình bỏ qua quá nhiều vòng đua boss thì mới thừa thôi, chứ server mới lấy đâu mà thừa các bạn.
Rồi, chờ xíu mình chỉnh cái nhá. Ok. Bấm nhầm nút, ở đây còn thêm một quyển hồn lực làm ăn đeo trinh nhá. Bất khuất các bạn. Rồi, có lẽ toàn bộ thông tin này mình đã check xong. Bạn nào qua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 2 triệu thôi. Quá hời cho anh em nào gia nhập server số 78.